trong bối cảnh lãi suất huy động tiệm cận mức thấp nhất lịch sử gần đây nhiều ngân hàng đang tiến hành hạ lãi suất cho vay khiến mặt bằng lãi suất cho vay ở mức thấp nhất trong nhiều năm từ đầu tháng 4, Vietcombank triển khai các gói vay vốn ưu đãi cho khách hàng cá nhân và nhóm khách hàng kinh doanh doanh nghiệp nhỏ và vừa với mức lãi suất cho vay từ 6,79% một năm trong 6 tháng đầu tiên hoặc 7,29% một năm trong 12 tháng đầu. HDBank cũng giảm lãi suất cho vay với mức lãi suất thấp nhất chỉ 3% một năm dành cho các cá nhân và doanh nghiệp siêu nhỏ. Ngân hàng nhà nước cho biết nếu các chỉ số diễn biến hợp lý sẽ cố gắng điều hành theo xu hướng hạ lãi suất huy động và cho vay cũng như đề nghị các tổ chức tín dụng cố gắng tiết giảm các chi phí để tiếp tục hạ lãi suất khi có điều kiện trong năm 2021 để hỗ trợ doanh nghiệp